wow, có vẻ như chúng ta đang chờ đợi một thử thách. Cùng với những chiếc bánh, mình sẽ là người bắt đầu. Mình rất muốn biết món ngon bổ sung cho chiếc bánh của mình là gì. Wow, chiếc bánh này cứ quay mãi mãi. Nhưng không sao, không ai làm phiền mình để ngăn cản nó. Thành thật mà nói, mình sẽ nhắm mắt lại. What? Gì? Wasabi? Nhưng mình đã mơ ước rất nhiều rằng mình sẽ có được một cái gì đó ngon. Mia đến lừa bạn quay xe rồi đấy. Mình hy vọng mình sẽ gặp may mắn. Ôi, đúng rồi. Nhưng nếu mũi tên ở giữa thì mình sẽ không nhận được gì sao? Mình đã sai rồi, mình sẽ nhận được mọi thứ. Và phần tuyệt vời nhất, mình có thể trang trí bánh và làm nó ngon hơn nữa. Ôi, mình thích Nutella. Nhưng làm nào để trải đều nó lên trên mặt bánh nhỉ? Đúng rồi, nghĩ ra rồi. Bạn ấy nghĩ gì vậy? Cần giúp đỡ với vật tư xây dựng. Cái thìa này sẽ giúp mình nhé. Ôi, trông ngon miệng quá. Mình ước mình có thể thử bánh này. Và vẫn còn chưa hết đâu. Bây giờ cần phải dùng cây này lan lên và phết đều sô-cô-la. Bây giờ mình sẽ làm một cái này rất đẹp luôn. Và bây giờ chúng ta có thể chuyển sang sô-cô-la. Cần phải loại bỏ giấy gói kẹo trước đã. Và sau đó bắt đầu thôi. Ồ, đẹp thật đấy. Điều quan trọng nhất là không mắc lỗi với các kích thước. Vì vậy điều quan trọng là phải đo mọi thứ bằng thước dây trước tiên nhé. Mọi thứ đều vừa vặn với kích thước rồi. Giờ thì có thể làm viền thanh kẹo cho chiếc bánh này rồi. Kate, bạn đang chờ gì vậy? Bạn có một đống wasabi kìa. Ôi không, chúng mùi đã cay rồi. Nhưng mình sẽ chứng minh rằng mình dũng cảm. Mình không sợ một ít wasabi đâu. Bây giờ chỉ cần quệt wasabi lên trên bánh thôi. Để làm điều này mình sẽ dùng cái thìa. Mình không nghĩ Mia sẽ phiền đâu. Ồ, vẫn còn sót lại một chút ít Nutella này. Sẵn sàng. Mình nghĩ không nên rửa thìa làm gì. Tốt hơn hết hãy ném nó lại cho Mia để bạn ấy có thể thêm gia vị vào cho chiếc bánh vô cùng thơm ngon của mình. Tại sao sô-cô-la lại có màu xanh? Giống như wasabi hơn đấy. Kate, bạn không thấy xấu hổ sao? Ê, sao bạn dám? Nếu bạn đập vào mắt mình thì sao? Thôi, dừng đi. Đến giờ ăn rồi. Có vẻ như Kate hoàn toàn bị điên rồi. Chúc mình may mắn đi. Ôi, sao giờ ngon không? Đã đến lúc mình ăn bánh rồi. Có điều gì đang nói với mình rằng cái này sẽ rất tuyệt vời. Ồ, mình nói đúng rồi. Mình chưa bao giờ thưởng thức một chiếc bánh nào ngon như vậy. Mình không thể dừng lại được. Ôi, đây là một quả bom sô-cô-la thực sự. Quả bom sô-cô-la. Nhưng mình thì không phải bánh mà là một lửa thực sự đấy. Thôi được rồi, bắt đầu thôi. Ôi không, mình đã nói đúng. Bây giờ mình sẽ cháy mồm mất. Kiêu. Ôi, cần thêm. Ê, biến đi. Với việc cậu lấy đồ của người khác, một chiếc bánh phê trừng phạt đang chờ đợi bạn đây. Không, không, nó sẽ không tồi tệ hơn đâu. Ôi không, mình ghét chúng. Đáng đời, bạn sẽ biết làm nào để ăn cắp đồ của người khác. Mình không nghĩ bạn cần phải cho trứng vào bánh đâu. Mình sẽ đồng ý nếu những quả bóng đó chỉ kết thúc trên đầu bạn thôi. Ôi, thật là tốt hết rồi, kinh quá. Ôi, sẽ ngon đấy. Ê, sao bạn ngủ vậy, dậy đi. Ừ, đúng rồi. Mình có kẹo. Còn cái gì mình sẽ được đấy? Thức ăn cho chó. Nhưng mình không phải là con chó mà. Nhưng bạn vẫn phải ăn nó thôi. Và ở đây đang chờ đợi mình. Đang chờ cả một thùng đồ ăn ngon lành.
Awesome. Chưa ai từng thử thức ăn cho chó cả. Có lẽ nó thực sự rất ngon. Chỉ có điều mình không thể mở nó ra được. À, từ trước đến nay có một cái giải đặc biệt ở đây mà. Mùi của thức ăn này làm mình phát ngán mất. Còn mình thì rất thích kẹo. Nó chua quá và rất là ngon. Ôi, thêm một trên chiếc bánh ngọt, đây mới là tuyệt vời. Ôi, tuyệt quá. Đẹp chưa này? Awesome. Đấy, thử nhá. Ôi, đẹp quá. Vị chua đã được cảm nhận. Ôi, mình rất thích. Kate, đừng nhìn nữa. Ăn đi. Nhưng nếu mình đổ ra khỏi gói, mình sẽ được quá nhiều. Mình nghĩ một nắm tay là đủ rồi. Ừ, đủ rồi. Không, đổ hết ra. Nhưng tại sao bạn tức giận vậy? Bạn hài lòng chưa? Bây giờ mình sẽ không có cái bánh mà là một cái bát đựng thức ăn. Mình hy vọng mình sẽ không bị nôn ra khi ăn thứ này. Ôi, kinh quá. Ôi, trời ơi, tại sao chó lại thích vậy? Hello em bé yêu. Ôi, hay xem có bao nhiêu thức ăn này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Con chó đến từ đâu vậy? Mình không thể chịu được chúng, mình bị dị ứng. Biến ra ngoài. Ê, bạn ác thật đấy. Thôi được rồi, nếu chó có thể ăn, mình cũng có thể ăn được. Ôi không, mình không thể. Ôi thôi. Ôi, cũng rất là chua, không có bánh chua quá. Ôi, bạn nên nhìn thấy khuôn mặt của bạn. Rất tiếc điện thoại của mình ở xa, không thì mình đã chụp lại rồi. Chính xác, trong khi bạn đang đông cứng, mình có thể cho chó yêu ăn này. Em yêu, ăn ngon nhá. Ô, con chó lại ở đây rồi. Kit, bạn lại vi phạm quy tắc rồi. Bánh xe trừng phạt. Ôi, có lẽ chúng ta không nên. Nên chứ. Thôi được rồi, vẫn phải ăn thôi. Ôi không, nó sẽ làm hỏng lớp trang điểm của mình. Nhưng sẽ rất vui đây. Ôi không, mình cần đi tắm ngay bây giờ. Còn mình nghĩ rất hợp với bạn đấy. Thật là kinh tởm. Nào, tớ chắc chắn sẽ gặp may mắn rồi. Nào, máy đừng làm tớ thất vọng. Tớ muốn một cái gì đó ngon. Skittles. Được, may mắn về phía ngày hôm nay rồi. Tớ cũng sẽ được may mắn thôi. Tớ sẽ muốn có một cái gì đó ngon để Mia ghen tị. Cố lên máy ơi, cố lên. Cái gì? Thức ăn cho mèo. Hoàn toàn không có những gì tớ mong đợi. Chào cậu chửa đấy. Không, tớ sẽ lấy món ngon của tớ. Nút ma thuật. Nào, ấn cùng nhau nhé. Ôi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Khách của tớ đến rồi. Chào mừng bạn đến với thử thách. Nào, đến lúc phải nhấn nút rồi đấy. Tớ nhọn màu cam. Tớ chắc chắn sẽ được may mắn thôi. Sự lựa chọn tuyệt vời, Jennifer. Đó là Nutella. Cậu thực sự rất may mắn đấy. Bởi vì có cả một xô Nutella dành cho cậu đấy. Tất cả là của cậu. Ngon làm sao. Đó là Nutella. Tớ sẽ không nhầm lẫn hương vị này với bất cứ thứ gì đâu. Đổ đi, đừng có tiếc. Như cậu ước thôi. Xong, đến giọt cuối cùng rồi nhá. Trời ạ. Cái này đáp vào đồ tớ rồi. Nhưng mà cái thùng Nutella hết rồi à. Nếu sự ngon lành như vậy đã đổ lên đầu Jennifer, thì tớ chắc chắn cũng sẽ là người may mắn thôi. Cậu nói đúng đấy Mia. Cậu nhận được kẹo dẻo. Tớ có một gói lớn. Và cậu sẽ không đói đâu. Ôi, mơ kẹo dẻo. Trời ơi, tớ muốn ngậm một viên kẹo bằng miệng. Tuyệt lắm. Tớ nghĩ tớ có một ý tưởng tuyệt vời. Jennifer, cậu đưa má đây. Mia, cậu làm gì vậy? Thôi, đừng buồn. Hãy tự xem đi. Kẹo dẻo gì mà không có Nutella chứ. Ôi, ngon quá.
Ừ, một ý tưởng tuyệt vời đấy. Ồ, Mia có cả một hộp kẹo dẻo. Có lẽ cậu ấy sẽ chia sẻ với tớ. Mia, lâu lắm rồi không gặp. Cậu tặng cho tớ một viên kẹo nhé. Cậu muốn kẹo dẻo à? Ừ, tại sao không? Giữ lấy này. Ừ, cảm ơn cậu rất nhiều. Ôi, cậu làm gì vậy? Ôi, tớ sẽ không chia sẻ với cậu đâu. Đây là kẹo dẻo của tớ, có nghĩa là tớ sẽ tự ăn chúng. Trời ạ, đồ tham lam. Vậy thì tớ cũng sẽ có kẹo dẻo riêng của tớ thôi. Tớ không muốn làm cậu khó chịu, nhưng mà cậu sẽ không có kẹo dẻo trên màn hình đâu, bạn thân yêu. Ôi, cái gì thế này? Trời ạ, đầu tớ. Đây rõ ràng không phải là những viên kẹo dẻo mềm nhỏ mà tớ muốn. À, giấy vệ sinh. Ồ, tớ vừa có một ý tưởng tuyệt vời đây này. Bây giờ cậu ấy sẽ biết thế nào mà tham lam. Trời ơi, chuyện gì vậy? Ôi, đây là giấy vệ sinh phải không? Trời ơi, cái gì vậy? Cậu phải theo dõi quan sát đồ ngọt của mình chứ, đồ tham lam. Trời ơi, bây giờ tớ dính trong cái gì đây? Tớ muốn đi tắm nhanh chóng. Ôi, không đâu em yêu. Cậu cần phải ấn nút thôi. Thế được rồi, tớ sẽ nhấn cả hai cái. Ồ, xem nào. Ồ, bột mì với mật ong. Mia, như này sẽ rất vui đấy. Mở nắp ra và bắt đầu nhé. Ôi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ôi trời ạ, ngọt thế. Ôi, đây là mật ong. Tớ yêu mật ong. Ôi, rất là vui đấy. Bây giờ sẽ có một cái còn vui hơn rơi vào đầu cậu. Ôi, ngọt thế, ngon thế. Ôi, đừng di chuyển nhá. Ôi, trời ạ, có cái gì đang rơi vào đầu tớ đây? Cái gì đó màu trắng, đây là tuyết sao? Không, nó giống như bột hơn. Bạn nói đúng đấy, vui lắm. Ôi trời ạ, chơi như thế nào bây giờ? Không biết Mia, nhưng mà cậu trông thật là buồn cười, giống như một cái bánh vậy. Thôi, không nói nữa, mình sẽ ấn nút hồng nhé. Và nó mang cho bạn ngũ cốc kỳ lân. Xin chúc mừng bạn nhé. Ôi, tớ sẵn sàng rồi. Thôi, được rồi, ăn chúng đi, mở miệng to ra nhé. Ngon quá. Tận hưởng đi, vận may có thể quay lưng lại bất cứ lúc nào đấy. Ồ, tớ biết rồi, tớ có một cái xô Nutella, có thể thu thập những chiếc nhẫn ở trong này. Như này thuận tiện hơn nhiều khi ăn chúng. Ồ, ngon quá. Trời ạ, tớ có thể ăn như này ngày nào cũng được. Được rồi Jennifer, tớ rất vui vì cậu đang hạnh phúc. À, để vui hơn thì tớ muốn thử một cái miếng này nữa. Cậu ấy đang nghĩ ra cái gì vậy? À, tớ hiểu rồi. Sữa, tất nhiên rồi. Bữa sáng khô làm gì, phải có sữa chứ. Ôi trời ạ, đây là hoàn toàn vấn đề khác luôn. Tớ sẽ đặt cái xô ở dưới. Và trong khi sữa đang đổ, có thể nhai ngon. Ngon quá. Ê, Hề ơi, còn tớ thì sao? Này, tớ cũng đã luôn nhấn nút rồi. Cho tớ đồ ăn ngon đi. Tớ không muốn làm cậu buồn Mia, nhưng thức ăn cho chó hầu như không phải ngon chút nào. Nhưng chắc chắn sẽ rất là vui. Trời ơi, hôi quá, tớ không mong đợi điều này. Thôi đủ rồi, đủ rồi. Trời ạ. Ôi, tớ không muốn ăn đây này đâu, kinh quá. Trong khi cậu trong chiếc hộp đó Mia, quy tắc của tớ phải được áp dụng. Khi nào tớ ra khỏi đây, tôi ơi cậu nên né tránh xa tớ ra. Ôi, trông cậu buồn cười lắm Mia. Thôi được rồi, tớ sẽ nhấn hai cái nút liền nhá. Ồ, táo bạo đấy. Giống như quyết định táo bạo của cậu có hiệu quả. Combo yêu thích là trên màn hình của tớ. Hãy bắt đầu với trứng nhá. Ai, đau quá. Trời ạ, những viên đá này là gì đây? Ôi không, đây là trứng sống. Trời ạ, thật là xui xẻo. Đúng vào mặt nữa chứ. Nào Jennifer, bạn tỉnh chưa? Nếu cậu nhớ, cậu đã nhấn hai nút liền. Trời ạ, đó chưa phải là tất cả sao? Tất nhiên là chưa rồi. Bây giờ là lông, cả một đống. Trời ạ, ôi trời ơi, cái gì đây? May mắn thực sự đã quay lưng lại với tớ rồi. Bây giờ tớ như một con gà vậy. Trời ạ, cậu đã làm gì với tớ đây đồ hề? Ôi, lông thực sự rất hợp với cậu đấy Jennifer. Cậu đang cười cái gì vậy? Nhấn nút đi Mia, bấm đi. Thôi được rồi, bấm cái này nhá. Ồ, cậu may mắn thật đấy. Nước sốt Tabasco. Mia giữ chặt lại, nhưng mà đừng mở miệng ra nhá. Trời ơi, cảm ơn vì lời khuyên. Cậu có thể chỉ không đổ nước sốt vào tớ được không? Trời ạ, đó là quy tắc Mia, vì vậy phải kiên nhẫn đi. Ôi trời ạ, nó kết thúc rồi. Ôi trời ạ, vào mồm rồi, tớ đã
Wow, thật đáng kinh ngạc. Ôi cứu, trời ạ, à, tớ cháy rồi. Trời ạ, à, ai mặc cô đổ Tabasco vào người tớ? Thôi được rồi Mia, tớ sẽ giúp cậu. Tớ sẽ mặc một bộ đồ vào, bây giờ tớ là một lính cứu hỏa thực sự. Bây giờ phải tắt ngọn lửa thôi. Ôi, cảm ơn. Trời ạ, à, bây giờ tớ ếch hết rồi, nhưng mà không còn lửa nữa. Làm tốt lắm. Tuyệt, bây giờ tớ nghĩ thử thách thành công rồi. Vé của bạn. Tuyệt lắm. Còn cái này là cái gì nữa đây? Với vật nuôi không được phép vào lên máy bay. Ôi không, mình không thể bỏ con thỏ lại cùng mình được. Nhưng mà hình như mình có một ý tưởng rồi. Mình sẽ giấu nó ở dưới mũ của mình, không ai thấy đâu. Mình nghĩ tuyệt lắm phải không? Nào, đưa con chó ở đây. Nó sẽ đợi bạn ở đây. Tiếp theo. Đây, của mình đây à? Đây vé và hộ chiếu. Đây, mọi thứ đều ổn. Bây giờ mình sẽ kiểm tra bạn có con vật nào không. Máy quét không bị lừa đâu. Xem nào. Thỏ sao? Trời à, đã bảo là không được mang rồi. Làm ơn đừng lấy nó đi ạ. Đừng lo, mọi thứ sẽ rất là ổn ở đây. Bây giờ bạn có thể đi được. Ôi thật là đáng tiếc. Trời à, mình khóc mất. Hình như là mình có một ý tưởng rồi. Xin chào. Xin chào. Nào, có ai có dưới mũ của bạn không? Ở đây không có ai cả. Mặc dù thêm một chút phép thuật thì sẽ có hộ chiếu và vé xuất hiện. Ồ, wow, bạn nghĩ ra hay đấy. Chắc chắn không có ai trong này đúng không? Có vẻ như trống rỗng. Thôi được rồi, mời bạn đi. Cảm ơn bạn nhé. Ôi trời ạ, ảo thuật ra hay thật đấy. Vâng, xin mời lên máy bay. Ôi, bí ẩn làm sao. Ê, cậu buồn gì vậy? Tớ có một bất ngờ dành cho bạn. Có cái gì vậy? Có vẻ như là bạn đã định đi với cả người bạn đáng yêu của bạn đúng không? Một chút nữa. Bạn ở đây rồi. Oh wow. Trời ơi, tại sao có thể làm được vậy nhờ? Cảm ơn cậu rất nhiều nhé. Vâng, luôn có thể vui khi giúp bạn. Vâng, đồ của bạn đây, bạn có thể đi lên máy bay. Cảm ơn nhé. Ôi, từ từ. Ôi, xin chào ạ. Mình có một cái dành cho em bé của bạn. Nào. Cái gì? Trời à, một con chó thanh về đứa trẻ sao? Sao lại như vậy chứ? Ôi, xin lỗi nhá. Bạn sẽ không bay đi đâu đâu. Dạ vâng, bạn nói gì cũng được. Ôi trời ạ, làm cái gì để lừa mình cũng được. Vâng, đây là vé của mình. Vâng, rất là ổn. Nào, một phút nào. Không có động vật, bạn có thể đi được. Cảm ơn nhá. Dừng lại. Bạn có một con chuột lộn ở trong ba lô của bạn. Như này không được đâu. Với vật nuôi không được phép lên máy bay. Bạn hiểu không? Hãy ra khỏi hàng đi. Ôi, suýt thì được. Không được phép mang động vật sao? Nhưng mà mình có con nách mà. Nếu chuyện gì xảy ra, nếu giấu ở trong quyển sách nhờ. Một ý tưởng tốt đấy. Thật là tốt. Mình mang theo dao của mình. Bây giờ mình sẽ tạo ra một cái lỗ dành cho bạn. Và mình sẽ bay cùng nhau. Đấy, như thế này này. Ê, cẩn thận đi. Xin lỗi nhá, mình vô tình thôi. Xin chào ếch của mình. Nào, bạn thấy ý tưởng của mình sao rồi? Nhưng mà ngồi ở đây nhá, để không ai tìm thấy được. Vâng, xin chào ạ. Đây là vé của mình. Okay, tuyệt lắm. Nhưng mà kiểm tra mọi thứ đã nhớ. Vâng vâng, tất nhiên rồi ạ. Mọi thứ đều ổn, bà có thể lên máy bay. Có một chuyến an toàn nhớ. Ôi, ôi, mình muốn làm như vậy. Xin chào, chào mừng bạn lên ạ. Tuyệt quá, ý tưởng của mình thành công rồi. Vâng, mọi thứ đều ổn chứ. Dạ vâng, tất nhiên ạ. Và chắc chắn con nách của mình cũng vậy. Bây giờ cậu có thể đi ra được rồi. Đấy, cậu làm tốt lắm. Ôi, cái gì thế này? Trời à, ếch trên này sao? Bỏ nó ra. Vâng, dạ đây ạ. Ôi, em yêu em có ổn không? Dạ vâng, xin mời. Trời à, bạn mang con về theo mình sao? Không, bạn không được mang theo nó. Nào, bây giờ mình sẽ mang nó lại. Trời à, tại sao thế chú? Tệ quá. Cô nhìn thấy không? Với động vật không được phép cho vào. Thế còn tắc kè hoa của chúng ta thì sao?
cần có một ý tưởng. Mình có một ý tưởng rồi. Cái gì vậy? Thôi được rồi. Nào, vâng ạ, đây là đồ của bạn đây. Bây giờ mình có thể đi qua được không? Ừ, tất nhiên rồi. Mời bạn vào đây. Thôi, mình cần phải giấu nó thật là tốt để không nhìn thấy. Vâng, xin chào ạ. Anh của mình bị gãy chân nên không thể đi được. Ôi, mình rất thông cảm với bạn. Mình có thể xin vé được không? Dạ vâng ạ, hoàn toàn quên mất. Đây ạ, đợi mình tí mình sẽ lấy nó ra ngay. Đây ạ. Ôi, trời ơi, nhột lắm sao? Ôi, tại sao nó không ngồi yên chứ? Ôi, trời ơi, mình không chịu được mất. Ôi, nhột quá. Ôi, bình tĩnh đi, bình tĩnh đã. Chuyện gì vậy? Nào, cho bạn xem có cái gì đây. Tắc kể hóa. Mời bạn không được vào với nó. Dạ vâng, 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 xin lỗi. Vậy thì bạn nghĩ là không đi bộ được chứ gì? À, bạn định lừa mình chứ gì? Những kẻ lừa dối. Dừng lại. Chúng mình có quy tắc. Không được mang động vật vào. Trời ạ, mình muốn mang chinchilla theo mình. Hãy để nó lại ở đây. Nó sẽ rất là ổn. Không sao cả. Còn bây giờ bạn có thể đi được rồi. Vâng, cảm ơn nhá. Trời ạ, mình muốn mang theo bản thân của mình. À, mình có ý tưởng này rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ cái áo câu cá ra. Mình sẽ bẻ cong chiếc mũ. Đấy, còn bây giờ mình sẽ đeo thêm kính vào. Và tất nhiên là mình sẽ cần phải xử lý cả ở trong cả hộ chiếu nữa. Đấy, sẵn sàng rồi. Đấy, bây giờ là mình là một cô gái. Và chú chó dắt đường của cậu ấy. Bậc thầy của sự biến đổi. Ôi, mày bay đâu rồi? Ê, xin lỗi, bạn đi đâu vậy? Ôi, trời ạ, bạn ấy không bị mù. Cho mình xin vé được không? Dạ vâng ạ, đây ạ. Vâng, vâng, đây ạ. Ừ, quay lại với mình được không? Ừ, đây là bạn ấy. Đây, mình sẽ cho cái này lại vào. Và bây giờ thì bạn có thể đi được rồi. Ôi không, trời ạ, trời ơi, đi đâu rồi? Ê, cậu ấy chạy đi đâu vậy? Dừng lại. Không được đi như vậy. Này nhá. Ừ, đúng rồi. Bây giờ thì hãy đi ra khỏi sân bay đi. Ôi trời ạ. Dạ vâng, xin mời, đây là giấy tờ của mình. Nào, chờ một chút. Oh wow. Trời ạ. Xinh quá. Ôi, đây là cô gái của trong mơ của mình. Choáng quá. Ôi, xin chào đấy, em bạn đẹp trai. Vâng, xin chào. Mình có thể đi qua được không? Vâng, vâng, tất nhiên rồi. Ôi, cảm ơn nhá. Vâng, cảm ơn. Oh wow. Ôi, cuối cùng mình cũng ở trong máy bay rồi. Oh wow. Cái gì vậy? Ôi, thôi được rồi. Mình trên máy bay, vì vậy có thể lấy thú cưng của mình ra rồi. Ôi trời ạ, cái gì nữa đây? Chuột hamster sao? Ôi giời ạ. Ôi, mình đã nói với các bạn là các bạn sẽ đi theo mình mà. Ôi, chuyến bay suôn sẻ nhá. Mình có trễ không? Đây là vé của mình. Không, bạn không trễ. Mọi thứ đều ổn. Thế còn cái gì trong này nữa đấy? Cái gì? Bạn không biết quy tắc của mình sao? Không được mang theo con mờ gờ vật như thế này lên. Ôi trời ạ, tại sao lại như vậy? À, không sao. Bạn chỉ cần hãy giữ đầu bạn như này. Ôi, mình là một người chụp ảnh rất là tuyệt vời. Mình có thể chụp ảnh cậu được không? Ôi, chắc chắn rồi. Từ từ, đợi mình sẽ chuẩn bị này nhá. Siêu, 3, 2, 1, bắt đầu nào. Ôi, trời ạ, đèn lé thế. Còn bây giờ, mình cần cho con mèo của mình ngay vào đây làm tức thôi. Đừng buồn em yêu, chị sẽ không để lại em ở đây đâu. Đấy, xong rồi. Còn cái này dành cho cậu. Cảm ơn nhá. Vâng, vâng, nhanh lên đi ạ, chúng ta bay bây giờ. Ôi, cuối cùng mình cũng kịp rồi. Em yêu đâu rồi? Thật là tuyệt vời. Ôi, cảm ơn nhá, bây giờ em đã đến nơi rồi. Ôi, cuối cùng mình cũng nhìn thấy rồi. Cái gì? Trời ạ, con mèo đâu rồi? Bạn không thể nào mà lừa mình được đâu, dừng lại. Ôi, thôi được rồi. Chúng mình chắc chắn sẽ mang cục chăm chăm cho bạn.